Kính chào thầy cùng các anh chị và các bạn. Em tên là Ngô Hoàng Cẩm Nhung, đang theo học lớp IB K34. Hôm nay em xin trình bày về nội dung oroset. Oroset làm tình bằng miệng hay giao khẩu là hình thức quan hệ tình dục có sử dụng miệng, bao gồm môi, răng, lưỡi tiếp xúc với cơ quan sinh dục của bạn tình, giúp tăng khoái cảm trong quá trình quan hệ tình dục. Các tên gọi chi tiết như liếm âm hộ, Cunnilingus là việc làm tình bằng miệng cho một người nữ. Nếu nhân vật Fellatio là việc làm tình bằng miệng cho một người nam. Liếm hậu môn, Anilingus là việc dùng miệng để kích thích hậu môn. Bao gồm các dạng như là khẩu giao tu hổ, fisting là một cách làm tình đường miệng, khi đó người nhận sẽ ngồi trên mặt người cho và đưa bộ phận sinh dục của mình vào miệng người cho. Hai người có thể thực hiện cùng một lúc, cách này còn gọi là khẩu giao kiểu sáo chín. Phun và hoặc nuốt dâm thủy có thể đem lại cảm giác khác biệt, nhìn nhau trong lúc này cũng có thể đem lại nhiều kích thích và cảm giác hơn, bởi vì sự nhận biết được rằng một con người thật đang thực hiện hơn là máy móc hay dụng cụ hỗ trợ. Một vài trường hợp hiếm, đối với người xương sống dẻo có thể tự làm tình bằng miệng. Gia súc low ban hoặc lay ấp là một phụ nữ thực hiện khẩu giao cho nhiều người nam cùng lúc. Đây đều là những tiếng lóng được dùng trong quần giao rất xếp. Khẩu giao đôi khi kèm với bút khay và bút khuôn, nhưng không phải lúc nào cũng như thế. Về nội dung, cả người đồng tính và dị tính luyến ái đều có thể làm tình bằng miệng. Đối với dị tính luyến ái, nhiều cặp khẩu giao để ngừa thai hoặc để thay đổi cách làm tình. Khẩu giao không phải là phương pháp hiệu quả để ngăn ngừa các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Mặc dù đối với một số bệnh thì cách làm tình này ít lây nhiễm hơn. Giống như việc dùng thủ dâm và các dạng tình dục không thâm nhập, nhiều người cho rằng khẩu giao không phải là tính giao giống như giao hợp. Do đó, đối với nhiều người khẩu giao là cách trải nghiệm cảm giác mà không làm rất màng trinh. Hình thức quan hệ nào cũng có mặt lợi, mặt hại riêng. Oroset cũng có những mặt lợi ích riêng. Như thứ nhất là oroset ngừa lão hóa. Nếu bạn muốn giữ làn da không một nếp nhăn mà không cần dùng mỹ phẩm, thì oroset là một câu trả lời. Tinh dịch có chất bemidin có khả năng làm chậm quá trình lão hóa. Việc tiếp xúc với tinh dịch khi quan hệ bằng miệng sẽ giúp bạn chống lão hóa một cách tự nhiên. Hai, oroset ngừa ung thư vú. Ung thư vú rất phổ biến với phụ nữ ở độ tuổi 40. Tuy nhiên, một nghiên cứu đã chứng minh thực hiện oroset 2 lần một tuần có thể làm giảm nguy cơ tiềm ẩn mắc ung thư vú đáng kể. Điều này có thể vì trong tinh dịch có chất ngăn ngừa các tế bào ung thư vú phát triển. Oroset giảm căng thẳng. Có kết quả nghiên cứu cho rằng phụ nữ tiếp xúc với tinh dịch thường xuyên sẽ ít bị stress hơn. Tinh trùng có chứa các chất chống trầm cảm tự nhiên như cortisol, estrogen và oxytocin. Vậy nên quan hệ bằng miệng là cách giúp bạn sống vui và hạnh phúc hơn. Thứ tư, oroset kiểm soát huyết áp. Tinh trùng giúp phụ nữ kiểm soát huyết áp, thậm chí là phòng bệnh tiền sản giật. Nếu bạn cần thư giãn và kiểm soát huyết áp của mình thì hãy thử quan hệ bằng miệng xem sao nhé. Thứ năm, oroset cải thiện trí nhớ. Giới trẻ hiện nay thường có những thói quen gây ảnh hưởng tới trí nhớ như là ngủ trễ, dùng điện thoại nhiều. Một cách dễ dàng để giúp bộ não khỏe mạnh hơn là thử oroset, vừa trong tinh dịch chứa nhiều dưỡng chất tốt cho não. Thứ sáu, oroset giúp ngủ ngon. Nếu bạn đang mất ngủ nhưng lại không muốn uống thuốc ngủ thì hãy thử quan hệ bằng miệng. Tinh dịch có chứa chất melatonin giúp bạn ngủ ngon hơn. Oroset giúp giảm đau, chất oxytocin, endorphin và một số dưỡng chất có trong tinh dịch có chức năng giảm đau. Bạn sẽ không cần phải dùng thuốc khi bị đau lưng hay là đau bụng nữa. Về hậu quả của việc quan hệ bằng miệng thì bên cạnh những lợi ích, oroset cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho sức khỏe, như là oroset có thể gây ung thư họng. Ông Otis Rowley từ Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ cho biết bạn có thể mắc ung thư họng nếu quan hệ tình dục bằng miệng.
Tuy nhiên, nguy cơ ung thư họng chỉ tăng khi bạn quan hệ bằng miệng mà không thực hiện các biện pháp an toàn. Khi oral sex không an toàn, bạn có thể có nguy cơ nhiễm virus HPV, một virus gây ung thư họng, và amidan. HPV có thể gây nhiễm cho cả nam và nữ khi thực hiện oral sex. Nam giới dị tính trong độ tuổi 40 bị mắc bệnh nhiều nhất. Thứ hai, oral sex có thể ảnh hưởng tới mối quan hệ. Trong nhiều trường hợp, oral sex tăng sự gắn kết của các cặp đôi. Song có một số trường hợp khác thì các quan hệ tình dục bằng miệng có thể gây stress cho một số cặp. Sự lo lắng này có thể do tâm lý ngại ngùng, sợ hãi hoặc phản ứng của bạn tình. Tư thế khi quan hệ bằng miệng cũng tạo cảm giác mình bị yếu thế trong mối quan hệ với một số người. Đây là vấn đề gây ảnh hưởng khá lớn đến mối quan hệ nếu hai bên không trò chuyện cùng nhau trước đó. Thứ ba, oral sex tăng nguy cơ lây lan các bệnh lây đường tình dục. Bạn sẽ có nguy cơ mắc bệnh lây qua đường tình dục như HIV, bệnh hợp bát, giang mai, bệnh lậu, HPV và viêm gan nếu không sử dụng biện pháp bảo vệ. Oral sex là một trái cấm nhiều thú vị nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Bạn hãy cân nhắc thật kỹ và hãy học cách bảo vệ bản thân trước khi thử sex bằng miệng. Về phòng ngừa, nhiều nhà chuyên môn khuyến cáo sử dụng bao cao su hoặc tấm bảo vệ miệng khi cho và nhận làm tình bằng miệng lúc chưa biết tình trạng bệnh của bạn tình. Có thể dùng tấm bảo vệ miệng tạm thời với bao cao su nhưng nên sử dụng tấm bảo vệ miệng thật, vì tấm bảo vệ miệng thật lớn hơn và tấm bảo vệ miệng tạm thời thì có thể bị thủng trong quá trình cắt khi sản xuất. Không tình dục bằng miệng nếu bản thân hoặc đối tác có vết loét miệng, chẳng hạn như tổn thương hạch bét miệng, chảy máu nướu răng, vết xước, vết loét hoặc nhiễm trùng trong miệng, nhiệt miệng, tránh nuốt chất lỏng, dịch tiết, tinh dịch hoặc dịch âm đạo. Trên đây là một số nội dung về oral sex. Cảm ơn thầy cùng các anh chị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Tôi xin cảm ơn ạ.